Rồi thì lớp chúng ta sẽ học như này nhé. Lớp này là lớp vì nó có một chút nâng cao, cho tôi sẽ vừa nói ở trên vừa trình bày ở trên 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 cái giao diện phần mềm là kết hợp lập trình và kết hợp chúng ta sẽ viết nữa, vì có một nhiều kiến thức là cần phải viết ra. Thì tôi để cái màn này, chúng ta sẽ đổi cho các màn hình nhé. Rồi thì cái bài đầu tiên ấy là cái bài mà tôi muốn ôn lại cho các bạn, thật là ôn lại có những bạn biết rồi, ai mà chưa biết thì có thể là ghi chép lại coi như từ đầu. Còn tôi sẽ lướt nhanh cái phần một này, tức là ôn lại các kiểu dữ liệu cơ bản của Python, và cũng nhân tiện ôn lại để cho chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn, có cái nhìn tổng quan xem là cái mô hình dữ liệu của Python nó khác gì so với dữ liệu mà chúng ta đã biết ở trong các ngôn ngữ lập trình khác, kiểu như là C hay là Pascal. Thì tôi sẽ trong khi đó tôi sẽ nói luôn cả những sự khác biệt đó nhé. Thì đầu tiên trước khi đi vào cụ thể các cái kiểu dữ liệu cơ bản của Python thì tôi đã sơ sơ qua cái ý tưởng chung, cái sự khác biệt chung của cái khái niệm dữ liệu, cái khái niệm dữ liệu ở trong Python nó khác gì so với cái khái niệm dữ liệu ở trong các cái ngôn ngữ điều chỉnh khác nhé. Rồi thì như này nhé, đây thì tôi bày ý như sau này. Ý thứ nhất tôi muốn nói là gì, là ở trong Python ấy thì tất cả mọi loại dữ liệu ở trong Python thì tất cả mọi cái dữ liệu mà chúng ta sẽ làm việc với nó đấy, mọi thì nó đều là đối tượng cả. Cái này cái rất đặc biệt, cái này là cái khác biệt luôn đấy, nó đều là các cái đối tượng, tất cả mọi dữ liệu chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ. Thế nào là đối tượng, object, nó là object nha, tiếng Anh là object. Như vậy là mọi đối tượng, vì chúng ta gõ bình có số 2 trên màn hình, có số 3, có số ký tự nào đó, thì nó đều là các cái đối tượng mà chúng ta hiểu biết thế nào là đối tượng là cái gì, là gì thì hiểu mà thì đối tượng nó là một cái nôm na, nó là một cái thể hiện của một cái lớp, một kiểu dữ liệu nào đó, nó là một cái thể hiện cụ thể của một cái lớp hay là một lớp hay là một cái cấu trúc dữ liệu nào đó nhé. Hay là nó là class, trong như chúng ta mô tả bằng cái ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thì nó là một cái lớp hay là class, được chưa? Thì như vậy ở trong trong Python nó là như vậy, tức nó là ngôn ngữ lập trình mà gọi là 100% là hướng đối tượng. Như vậy là cái Python là ngôn ngữ là như thế này nhé, chúng ta quy định chung này để mà khi chúng ta dạy cho học sinh ấy, chúng ta nắm vững cái này để chúng ta dạy cho học sinh, thì khi dạy học sinh thì không nói cái này đâu, nhưng mà phải nắm vững cái này để mà học sinh có hỏi thì mình biết được, hay là mình có cái tầm nhìn cao hơn một chút. Như vậy trong Python là gì, là cái là ngôn ngữ lập trình là hướng đối tượng 100%. Cái này là cái rất là khác biệt. Chúng ta nên ghi chép lại nhé. Thì tôi nghĩ là ngày nay chúng ta nên ghi chép lại cái này để chúng ta nhớ nhé. Đấy, thế bây giờ tôi giả sử tôi gõ là x thì bằng 2, thì nó làm tạo ra một cái biến nhớ là x thì và gán và giá trị nó là 2. Như vậy 2 nó là một cái dữ liệu cụ thể, đúng không nào? Thì mà chúng ta type nó ra, type mà x thì thì nó ra ngay, nó là một cái lớp này, chữ class này, là int. Như vậy là khi mà chúng ta mà gõ cái x bằng 2 đó, khi chúng ta gõ cái x bằng 2 thì khi gõ x bằng 2 thì nó tạo ra một cái đối tượng nằm trong bộ nhớ, và cái đối tượng này là nó có kiểu là kiểu int, nó giá trị là 2 và nó nằm trong đâu trong bộ nhớ mình thì mình không biết, cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Như vậy là cái này trong Pascal, trong C là hoàn toàn không có, ngại nhé, mình đang lại cũng là
ở trong tuần nói sau, khi chúng ta gõ cái lệnh là x ở trong Pascal ấy 2 hay là trong C là x bằng 2 thì làm cái gì? Thì nó sẽ tạo ra cho bộ nhớ một cái vùng bộ nhớ như này, và nó gắn vào đây là số 2 là vùng bộ nhớ nhé. Như vậy là trong đối với Pascal và C thì thức án x bằng 2 thì nó sẽ tạo ra một cái vùng bộ nhớ, là nó là một cái vùng bộ nhớ và nó đặt tên cho vùng nhớ nó là x và nó gắn giá trị là 2, thì nó chưa phải là một cái đối tượng, nó chưa phải là một object. Trong khi đó thì cái x bằng 2 này ở trong nó là một cái object. Mà bạn biết rồi là mà các bạn biết rồi là khi nó object ấy, khi chúng ta nó là một cái đối tượng thì bây giờ nó có cái thuộc tính của đối tượng và nó có các cái phương thức của đối tượng. Đấy, thì đây như vậy là ngay từ đầu tiên, khi nhắc lại khi ngay đầu tiên và chúng ta đã thấy là sự khác biệt rồi. Nhưng mà tất nhiên là khi dạy cho học sinh thì không cần nói cái này. Học sinh ta cho chỉ nói là khi tôi x bằng 2 thì x là một cái biến mà chỉ vào cái giá trị là 2, tức là học sinh cũng hiểu rồi. Nhưng mà đối với giáo viên ấy, thì khi chúng ta mà hiểu sâu một chút ấy, thì đây cái phần này chúng ta đang nói là cái phần này là cái phần gọi là nâng cao, thì tôi muốn nói thêm một chút. Như vậy là khi cái x bằng 2 thì nó là một cái đối tượng thuộc vào cái lớp dữ liệu class là int và nó có giá trị là 2. Được chưa? Đây thì chúng ta đây x bằng 2 đây. Và bây giờ chúng ta có thể mở ra xem là như vậy cái lớp in này nó gồm có những thuộc tính gì và cái phương thức gì, chúng ta có thể gọi đi x, thế nên nó sẽ thông báo ra là tất cả những cái thuộc tính và các cái method, các cái hàm của cái đối tượng là int hay là đối tượng là đây hiện ra đây, tất cả đây là những cái hàm, những cái phương thức hay là những cái thuộc tính của cái class là int. Được chưa? Thì các bạn có thấy như vậy là chúng ta bắt đầu vào là chúng ta thấy là nó khác rồi. Như vậy là cái dữ liệu của Python nó là như vậy. Để chúng ta cùng tìm hiểu xem là như vậy là về mặt dữ liệu thì nó gồm có những cái gì trước khi đi vào cụ thể nhé. Thì tôi muốn là điều chúng ta có tổng quan trước đã nhé. Tổng quan là như vậy là tổng thể mà nói thì cái khái niệm mà là dữ liệu ở trong Python nó gồm có những cái gì thì tôi chúng ta biết rồi. Thế bây giờ tôi tạm thời phân loại dữ liệu như này nhé. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ trong Python ấy, thì cái dữ liệu của trong Python ấy, là nó được phân loại như thế này này. Phân loại như sau này. Tổng thể mà nói thì nó sẽ phân làm hai nhánh, làm hai hướng nhánh. Nhánh thứ nhất nó gọi là dữ liệu đơn. Dữ liệu đơn. Nôm na hiểu tức là gì? Dữ liệu đơn tức là mỗi một đối tượng như vậy nó chỉ có một giá trị hay là một vùng giá trị thôi. Hay là tiếng Anh nó gọi là atom nhé. Còn loại dữ liệu hai là dữ liệu không đơn, nó gọi là dữ liệu thùng. Dữ liệu thùng tức là cái dữ liệu mà nó là gồm nhiều dữ liệu khác cộng lại, chứ không phải chỉ một, chỉ có một giá trị, gồm nhiều giá trị cộng lại. Thì chúng ta đã biết rồi là đây này. Dữ liệu atom ví dụ là đơn, ví dụ như dữ liệu là in này, số nguyên này, đúng không? Dữ liệu là số thực là float này. Chúng ta đã biết rồi. Dữ liệu là bool là dữ liệu logic, hay là dữ liệu là số phức complex, và thật ra cái string này là nó nằm ở cả hai bên này, nó có hiểu nó vừa là dữ liệu đơn vừa là dữ liệu thùng nhé. Thùng là cái gì? Bên thùng này là gồm có là dữ liệu list, chúng ta đã biết rồi, list là cái dãy, là dãy hay là mảng ở trong rất quan trọng. Một cái dạng nữa của list nữa nó là ống, gọi là tuple. Cái này trong sách giáo khoa cũng không dạy, cả hai cái sách giáo khoa của lớp của kia nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và nhà xuất bản Hồ Chí Minh
cũng đều không nhắc đến khái niệm là chúc mừng, mà chúng ta cũng nên biết. Nó giống như là list nhưng mà nó khác một chút. Ngoài ra chúng ta biết là một cái dữ liệu nữa, nó gọi là dữ liệu là tập hợp, set tập hợp. Cái này là dữ liệu là dãy nhé, dãy số này, dãy này là mảng tổng hợp. Và một dữ liệu nữa là dữ liệu là dict, hay nó gọi là dữ liệu từ điển. Đã. Thì cái string như này, cái string này nó có thể, câu chuyện nó có thể nằm nằm cả hai bên, nó vừa là dữ liệu đơn mà nó là một tập hợp các cái ký tự, cho nên nó cũng có thể hiểu là dữ liệu thùng cũng được, string nhé. Đấy. Cái này nó là sâu cái tự. Thế nhưng mà đây là tất cả, ở trên mình đây là tất cả những khái niệm dữ liệu cơ bản của Python. Thì ở trong chương trình chúng ta là chúng ta học cái này này, học cái này này, học cái này này, học cái này này. Cái complex này này không học này. Chúng ta học list này. Cái này không học. Thế tôi biết cái này không học, cái này không học. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết, cũng nên biết. Đặc biệt là đối với những ai mà sau này dạy học sinh, thiếu sinh giỏi, muốn dạy giỏi thì bắt buộc cái set để vào đích là phải biết. Cái tôi nói sau nhé. Cái này cái rất quan trọng luôn. Rất quan tâm là những bạn nhấn mạnh này, hai cái này quan trọng. Hai cái này là hai cái dành cho những ai mà muốn luyện học sinh giỏi thì tiền học bắt buộc phải biết hai cái, phải biết thành thạo hai cái set này và đích này. Mặc dù trong sách giáo khoa thì không nói. Phần này là phần nâng cao. Nhưng mà giáo viên là theo tôi giáo viên là nên biết nếu muốn dạy. Nếu các bạn dạy bình thường thôi thì không sao, còn các bạn mà được phân công dạy học sinh giỏi đấy, hay là chúng ta có dạy nâng cao thì bắt buộc phải biết. Đó, thế đây là cái mô hình tôi muốn chia ra này, chúng ta hình dung được dữ liệu đơn và dữ liệu thùng. Tiếng Anh cái từ thùng nó là container. Container. Dữ liệu thùng này, dữ liệu đơn này. Đã. Được chưa? Rồi, thế thì tôi nói thêm một ý nữa rất quan trọng. Nhưng mà đây là một tổng quan thứ nhất nhé, là phân loại các loại dữ liệu đơn, phân loại các loại cấu trúc dữ liệu ở trong Python chính. Cả những phần mà chúng ta chưa học hoặc là chưa học. Đấy. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa rất quan trọng, một cái ý nữa là đối với dữ liệu của Python ấy. Cái này là cái mà ở trong Pascal và C là hoàn toàn không có. Cái này hoàn toàn mới tinh, rất là mới đặc biệt. Thì dữ liệu của Python thì người ta có thể chia làm hai loại. Một loại người ta gọi là dữ liệu bất biến. Loại thứ hai là dữ liệu là khả biến. Cái này là cái cho học sinh không được học. Thậm chí không biết tí gì. Nhưng mà theo tôi là rất quan trọng vì nó liên quan đến hàng ngày của chúng ta đấy. Thì thế nào là bất biến? Bất biến là gì? Bất biến tức là gì? Là dữ liệu là cái loại dữ liệu mà không thay đổi, không thể thay đổi giá trị. Không thể thay đổi giá trị. Nó là bất biến. Tiếng Anh nó gọi là immutable tiếng Anh nhé. Chúng ta có tra cứu lên mạng thì thấy cái từ đó nhé. Còn khả biến là cái loại dữ liệu mà chúng ta có thể thay đổi giá trị. Thì tiếng Anh cái từ này nó là mutable. Ở trong Pascal và C thì tất cả các dữ liệu đều là khả biến hết. Đây nhé. Ở trong Pascal thì không có loại dữ liệu bất biến. Bất biến là trong Pascal và C thì nó có cái loại là hằng số đấy. Hằng số là dữ liệu mà chúng ta không thay đổi được. Đính ra là cứng luôn. Gọi là tạm thời gọi cái khái niệm hằng số ở trong Pascal và C là bất biến, còn lại là khả biến hết. Nhưng ở trong Python thì không phải. Trong Python có rất nhiều dữ liệu là bất biến. Trong Python không có khái niệm hằng số, nhắc lại nhé, không có hằng số và
và dữ liệu của Python thì nó chia làm hai loại là bất biến và khả biến. Thế thì tầm mười chúng ta mô tả trong những loại trên đây thì cái nào là bất biến, cái nào là khả biến nhé. Chúng ta cùng nhau tay xem một chút nhé. Bất biến này và khả biến này. Thì trong những bài học trước kia thì chỉ chỗ ba loại khả biến thôi, còn lại tất cả bất biến hết. Khả biến gồm có là list là khả biến, set là khả biến và từ điển dict là khả biến. Còn lại bên này bên hết in này, float này, bool này, complex này là dữ liệu mà số phức này, hay là string này, bất biến này, tuple này. À, thì tất cả những cái thằng này là bất biến hết. Là bất biến là cái gì, là khi tôi tạo ra là không thay đổi nữa. Chúng ta hiểu, các bạn có thể hiểu nôm na nó là các cái hằng số cũng được, nhưng mà thật ra là nếu hiểu hằng số thì nó sai lệch lắm, vì cái hằng số ở trong Pascal và trong C là ý nghĩa nó khác hẳn luôn. Nó chỉ là một cái hằng số định nghĩa ra để dùng, chỉ dùng để tham chiếu, còn đây không phải. Ở đây là hoàn toàn không phải. Ở đây là những cái biến là số nguyên, số thực này, là cái số là cái biến nhớ hoàn toàn bình thường, chúng ta có dùng nó hàng ngày hàng giờ luôn. Nhưng mà nó lại là dữ liệu là bất biến, còn khả biến là list, set là mảng này, list là mảng này, set là gì? Set là tập hợp và dict là từ điển. Đấy, vậy là cái này thì tôi nói đây thì làm phải học thành thạo Python cái bản rồi thì mới thấm hiểu. Còn bây giờ chúng ta, nếu chúng ta chưa thạo lắm thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi nhé. Còn trong quá trình mà tôi nói sau, phần sau tôi nói thì học tới đâu thì tôi sẽ nói đến đó ý nghĩa, để chúng ta có thể có cái cảm giác được, phân biệt được đâu là bất biến, đâu là khả biến, ý nghĩa của nó là như thế nào. Bất biến nó là immutable, còn khả biến nó là mutable nhé. Rồi thì bây giờ tôi sang ý thứ ba nữa, là cái này là cái rất quan trọng đây, là cái em như vậy chúng ta sẽ em bây giờ chúng ta sẽ xem lại một lần nữa cái khái niệm là dữ liệu trong Python nó có khác gì so với Pascal và C nhé. Một cái dữ liệu ở trong Python nó khác gì? Đấy, thì dữ liệu trong Python thì là như sau, nó sẽ gồm có ba cái đặc điểm hay ba cái đặc tính hay ba cái khái niệm mà liên quan đến cái loại dữ liệu, ba cái. Thứ nhất là nó gì, nó là một cái object, cái gì đó trên này nhé, nó là một object. Ở trong trong C, trong Pascal thì không chuyện đó, chúng ta có định nghĩa ra cái structure riêng thì đã đành rồi, nhìn định nghĩa ra các cái bản ghi thì là nó là đối tượng. Nhưng mà khi chúng ta trong C, trong Pascal này, những khái niệm như là số này hay là dãy số này thì nó không phải là, nó là dãy, là mảng hay sách thì nó không là object. Nhưng mà thằng này Python thì tất cả mọi thứ đều là object hết nhé. Rồi như vậy thế là object. Thứ hai là khái niệm là kiểu em nghĩ đặt cho con chút lại nha. Như vậy là con này chấm điểm. Rồi, nha. Để tính đặt. Nha. Tức là mỗi dữ liệu nó phải có cái kiểu của nó. Kiểu là gì? Đó. Nó là đối tượng này. Và kiểu nó là một cái đặc trưng cho dữ liệu. Và một đặc trưng thứ ba nữa là nó là giá trị. Giá trị là cái anh em là value. Đây là đối tượng nhé. Tức là mỗi dữ liệu nó là một, như vậy là khái niệm đặc trưng một là đối tượng, đặc trưng hai nó là kiểu dữ liệu, đặc trưng thứ ba là giá trị. Đấy. Và các bạn sau đây các bạn sẽ thấy đấy. Như vậy là gì? Như vậy là một cái object này, object x nào đó nhé. Thì như vậy là gì? Như vậy là cái giá trị của nó, cái value của nó, nó là một cái thuộc tính của cái x này nhé. Thì với dữ liệu mà là bất biến ấy, thì
đối tượng và value nó là một một, bởi vì value không thay đổi, tự tạo ra là không thay đổi. Cho nên với cái dữ liệu với cái kiểu đối tượng là bất biến mà trước kia chúng ta vừa nói đấy, bất biến nhé, thì bất biến thì dữ liệu đồng nhất với gì, đồng nhất với giá trị, với giá trị. Để chúng ta sẽ dễ hiểu thôi, khi khi tôi viết là x bằng 2 thì luôn luôn nó bằng 2, đúng không? Đối tượng x luôn luôn nó bằng 2. Đấy. À, tuy nhiên thì nếu mà nó là khả biến thì lại rất khác biệt. Đấy, nó là khả biến. Thì như vậy không phải. Thì là dữ liệu mà giá trị của nó chỉ là một đối tượng của một thành phần của dữ liệu thôi, cho nên có thể là gì? Là có thể là gì? Có thể là mà dữ liệu nó thay đổi đi nhé. Cái này là cái này khả biến. Là thì là một cái dữ liệu nó có thể có nhiều giá trị. Thì cái này là cái này chính là cái giống của C này, giống của C với Pascal là đều được khải biến hết, tất cả dữ liệu của C Pascal đều được khải biến hết, cho nên là nó có thể thay đổi được giá trị. Còn thằng này thì không nhá, này dữ liệu bất biến thì là không. Đấy, thì như vậy là tôi vừa nói các bạn sơ như vậy thôi. Phần này hơi khó một chút thì các bạn hiểu sau nhé. Tức là khi mà tôi quay lại phần sau tôi nói kỹ hơn thì chúng ta sẽ hiểu lại phần này. Và đây là cái phần tổng quan đầu tiên. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút nhé. Bây giờ tôi sẽ phân loại thêm một chút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại dữ liệu theo cái giá trị của nó, theo cái giá trị ở trong Python. Thì có thể trong Python chúng ta có thể chia dữ liệu làm loại, đây là loại thứ nhất là dữ liệu số, dữ liệu là số, ví dụ như số nguyên, ví dụ như là in số nguyên này, số thực là float này, là bool này, là complex, là dữ liệu dạng số nhé. Loại thứ hai là dữ liệu dạng dãy. Dạng dãy là một tập hợp, dạng dãy là một hợp, một dãy cái gì đó. Thì cái này là list, đúng không? Nó là string, nó chính là nằm trong cái nhóm là dãy. Và tuple ống đó là dãy nhé. Dãy. Cái loại thứ ba là tập hợp. Sự tập hợp. Tập hợp nó thì nó không phải là nó khác dãy gì, tập hợp là gì? Dãy là một dãy có thứ tự các số. Còn tập hợp là các phần tử không có thứ tự. Dãy là dãy, dãy 1 2 là khác dãy 2 1. Còn tập hợp thì tập hợp 1 2 và 2 1 là giống nhau. Cái tập hợp này là set nhé. Loại thứ tư là loại dữ liệu là từ từ điển. Và thuộc nhóm ở đây từ điển. Và các loại khác nữa. Ta sẽ hiểu xong. Đó, thì hôm nay tôi tạm thời chia như vậy để chúng ta hình dung phân loại ra. Như vậy là dữ liệu chúng ta nhắc lại các bạn này, từ đầu chúng ta nói tổng quan dữ liệu nhé. Này, trước tiên nói lại là ở trong Python thì mọi dữ liệu đều là object, đều là đối tượng 100%. Cho nên là mọi cái dữ liệu đều là đối tượng hết. Này. Đối tượng hết, và người ta chia như sau, chia theo nhân thân, loại thứ nhất là chia theo đơn và thùng, đơn và không đơn. Dữ liệu đơn hiểu là dữ liệu là nó chỉ có một cái giá trị thôi, còn dữ liệu thùng là nó chứa nhiều giá trị. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta phân chia theo cách mà chúng ta có thể thay đổi dữ liệu, là một loại là không thể thay đổi, nó loại là bất biến. Thì loại này là ở trong Python rất là nhiều, nhưng mà tương đương với ở trong Pascal và C đó là hằng số. Còn khả biến thì ở trong Python chỉ có 3 loại thôi, nhưng mà ở trong C thì tất cả dữ liệu đều là khả biến hết. Trong C tất cả khả biến hết, không có. Trong C với Pascal thì bất biến này chỉ là hằng số, còn ở trong Python thì không có khái niệm hằng số. Và tất cả trong C, trong Python thì là tất cả dữ liệu đều là bất biến hết, trừ ra 3 cái là list, set và dict, từ dựa ra khái niệm là dãy, danh sách đấy, cái tập hợp và
và từ điển. Đó, nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đây ở trong phần này là tôi nói về ba cái đặc trưng chủ yếu cho một cái dữ liệu trong Python, một cái mô hình dữ liệu, một khái niệm dữ liệu trong Python gồm có ba cái khái niệm chính. Một là khái niệm là nó là một object đối tượng, hai là cái kiểu của dữ liệu là gì, và thứ ba là cái giá trị của nó là như thế nào. Đấy. Cuối cùng là đây là phân loại theo từng cái kiểu, từng cái theo loại theo giá trị. Được rồi, như vậy là xong cái phần là trong cái phần nhất. Thì chúng ta bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ vận hành đây, nhưng mà tôi làm luôn nhé. Đấy. Tôi nhận lại nhé, vì tôi khi tôi gán một cái x bằng bằng một chẳng hạn, khi tôi biết là x bằng một là cái gì thì máy tính sẽ hiểu ngay là gì, là tôi tạo ra một cái đối tượng dữ liệu kiểu int, kiểu số nguyên, và tôi gắn nó với cái biến x, được chưa? Đấy, và chúng ta bây giờ chúng ta có thể là gõ cái lệnh là type x hay là type một nhé, thì nó là nó dạng này nó là tài này. Tiếp theo chúng ta gõ lệnh dir, nhân lại lệnh dir. Lệnh dir là liệt kê ra tất cả các cái thuộc tính và phương thức của cái kiểu dữ liệu int mà chúng ta đang làm. Nhìn này. Bây giờ sửa tôi viết là a bằng 1 2. Như vậy a nó làm nó là kiểu dữ liệu là dãy, là list. Thì tôi dir cái a lên, nó ra tất cả các thuộc tính và phương thức của gì, của dãy, của list. Những lệnh như lệnh là s này, lệnh rất nổi tiếng chúng ta hay dùng là lệnh append nhé, lệnh append này đó, lệnh lệnh copy này, lệnh pop này, lệnh remove này đó, vật này, lệnh dir nhé. Đấy. Rồi thì như vậy chúng ta có thể xem được tất cả những thông tin liên quan đến một cái đối tượng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tôi nó nhanh một số cái cụ thể nhé. Đầu tiên là tôi nhắc đến cái kiểu dữ liệu là số nguyên. Để các bạn đi, tôi muốn các bạn ghi chép nhé. Ở đây tôi mô tả cái đầu tiên. Phần tiếp theo của chương trình là 1 2. Phần 1 1 là phần trên là chúng ta tổng quan. Bây giờ tôi sang phần 2 là tôi muốn các bạn cùng tôi chúng ta tìm hiểu một kỹ hơn về cái kiểu dữ liệu số nguyên. Nhanh thôi. Cái này là thực ra phần ôn tập lại. Nhưng mà cũng nếu bạn nào mà chưa biết thì có thể là kiểu dữ liệu là số nguyên. Được chưa? In. Thế tôi gọi một số nguyên thì nó ra ngay là kiểu dữ liệu số nguyên. Đấy. Thì ở trong Python các bạn chú ý nhé. Ở trong Python ấy, thì cái số nguyên trong cái bản các cái bản Python 1 chấm ở đầu ấy. Thì nó là cái nó trong cái mô hình cũ của Python ấy, thì một số nguyên nó lưu vào trong một cái mình còn nhớ là 64 bit, là 64 bit, và sau đó trên là cái này nó tương đương với cái kiểu dữ liệu long của C nhé. Thì với cái mô hình cũ thì như vậy là số nguyên sẽ nằm trong gì, nằm trong cái khoảng gì, nằm trong cái khoảng là âm hai trừ đi 263 và 2 trừ 263 và 263 trừ 1. Đây là cái miền xác định của số nguyên. Thì cái số này này, cái số này này là nó nằm mà nó lưu trong máy tính ở trong cái chúng ta kiểm tra sysmax. Thì cái này nó vẫn còn. Nhưng mà chú ý là cái bug sai này đang chỉ là cái mô hình cũ thôi. Đây nha các bạn, nó có thể tra đây. Để chúng ta cái sheet là cái module sheet là cái module nó chứa nhiều những cái thông số quan trọng, chúng ta import cái sheet này. Cái này là cái lệnh này. Ở trong cái Python ấy, khi chúng ta cài Python ấy thì không phải là có rất nhiều cái module. Đợi chút nhé, từ giờ tôi xúc miệng kia.
Rồi. Khi chúng ta chạy cái màn hình, chạy cái mạng môi trường của Python thì có rất nhiều các cái module là nó không đưa vào. Vì nó sợ nó không muốn làm cho đầy bộ nhớ mà. Thì sheet nó làm, bản thân cái sheet nó làm cái module rất quan trọng, nó chứa rất nhiều những tham số. Thì ở trong cái sheet nó có một cái mà nó có một cái hàng số là chấm max size. Đấy, là số này. Cái số này chính là đấy. Cái số các bạn đang xem trên màn hình chính là đấy, nó chính là gì? Nó chính là 2 mũ 63 - 1 đấy. Cái số này này. Thì thật ra cái bản này cái bìa nó là cũ rồi, nhưng mà tôi được bìa nó luôn bìa nó đặt thử Z này bằng này. Sys max size. Được chưa? Nhắc cái này. Thì đó là cái hình cũ thôi, chứ hiện nay này, cái bản hiện nay này, bản 3 này của Python thì nó đã cho phép chúng ta là nó cho phép là tạo ra các biến, các cái số tự nhiên là cái số nguyên là lớn vô hạn. Thì không sao hết, vì tôi thử Z đi, cộng 1 này, nó rằng vẫn là hình 8 nhé, vì là Z này, cộng Z, nó rằng số này, vì Z nhân với Z, vì Z này, bình phương này. Đấy. Z mũ 100 này. Hiện nay cái cơ chế hiện nay của Python ấy là nó được lưu trữ số nguyên là vô hạn, không hạn chế, chỉ phụ thuộc vào bộ nhớ thôi. Các bạn chú ý nhé. Chuyện cái Python này rất hay là nó không hạn chế. Thì chúng ta là về mặt lý thuyết chúng ta có thể tạo ra những cái bài tập để học sinh có thể được test trên cái số lớn rất là lớn. Rất lớn thoải mái, không như là hạn chế như là Pascal này, chúng tôi phải nhớ, chúng ta phải hạn chế là x là phải nhỏ hơn bao nhiêu đó, n là phải nhỏ hơn bao nhiêu đó, thân này thì không, chúng ta làm vô tư. Đấy, đấy là một điều một chú ý nhé, cái chú ý đầu tiên chúng ta chú ý đến chuyện đó. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút thôi về cái số nguyên này nhé. Đây, như vậy là chúng ta đặt lại là x thì bằng 2, x thì bằng 10 đi nhé. Bằng 10 nhé. Bây giờ đi này, kiểm tra xem đi nó gồm có những gì, nó gồm có những hàm gì. Cái hàm màu sắc có thể ít lắm bây giờ đây. Hàm bit length là cái hàm mô tả cái chiều dài của sâu nhị phân, biểu diễn nhị phân của x gì. Vì x bằng 10 nhé. Bây giờ tôi kiểm tra này, tôi gọi là x chấm. Đây là một phương thức ý. Đây là phương thức nhé, bit length. Đó là 4. Vì tôi khi mà tôi có x bằng 10 với lại nhé, 255. 255 là x chấm bit length. Nó là mấy nhỉ? Nó là 7 thì phải. 8. Nó là 8 đúng không? Như vậy là khi tôi gọi là x thì bằng 255 thì là cái gì? Khi tôi gõ cái lệnh ở trên màn hình của chúng ta đấy, nó x thì bằng 255. Đấy, thì máy sẽ tạo ra, khi tại đây thì máy tính sẽ tạo ra một cái object. Object này là có gì? Nó có cái kiểu là int và nó có cái giá trị là bằng 255. Được chưa? 255. Và nó cái biến nhớ này, cái object này nó cho nằm đâu ở trong bộ nhớ là chuyển ra đây nhé. Đây. Chúng ta có cái bộ nhớ ở đâu đó, nằm bộ nhớ ở đây, thì nó sẽ cái thằng này nó sẽ nằm ở đó ở trong bộ nhớ. Thế là cái sau này trong khoảng 1-2 tuần nữa tôi sẽ nói kỹ hơn các bạn cái này. Khi chúng ta học sang cái phần là quản lý bộ nhớ chúng ta sẽ hiểu hơn. Như vậy vì chúng ta tạm thời chúng ta hiểu là như vậy nhé. Như vậy là khi mà chúng ta tạo ra cái có x bằng 255 thì nó tạo ra một đối tượng trong bộ nhớ. Thì cái phần này, phần mà tôi mô tả cái này thì nó về mặt nguyên tắc là nó giống, vẫn hoàn toàn giống với C và Pascal. Còn hôm nay tôi chưa nói về cái khác nhau. Mai kia tôi sẽ khi nào nó có lại chủ đề này tôi sẽ kỹ hơn là
là cái lệnh này nó khác gì so với cái lệnh như thế này, nhưng mà đối với Pascal mà C, được chưa? Thì cái chỗ này là chỗ đặc biệt này. Khi mà tôi viết là x xì bằng 205 thì xong rồi nhé, xong rồi. Nhưng giả sử tôi chỉ không cần gán x xì, không biết nhớ thì làm thế nào, thì có thể tạo ra một cái đối tượng là có giá trị 255 không? Được, như sau. Tôi có thể gọi là mở ngoặc 255 như thế này, chấm bitlength. Đấy. Mày vẫn hiểu được chưa? Hoặc là bây giờ tôi gõ số 2 nhé. Khi gõ số 2 như này thì gõ số 2 gõ bitlength. Thì máy báo lỗi, bởi vì khi viết số 2 thì máy chưa hiểu, thì máy chưa đủ sức để tạo ra một đối tượng là có chỉ là 2 trong bộ nhớ. Mà tôi viết này, tôi viết là 2 trong ngoặc tròn đó bit. Khi tôi viết lệnh này nhé, khi tôi viết lệnh này thì máy sẽ tạo ra trong máy tính, trong bộ nhớ một cái đối tượng và gắn nó giá trị là 2. Và cái đó đây là máy hiểu ngay. Nhưng mà đây là 02 là một đối tượng nhé. Mà đối tượng này chúng ta không cần gán gì cả. Đây chúng ta gán này thì có rồi, mà đây không cần gán nó vẫn được. Và thế này, và thế là đặc biệt không? Như vậy khi có 2 mà vì nó là số đó, mà tôi gõ 2, tôi gõ thế này là máy nó sẽ là máy nó hiểu là phải tạo ra một cái đối tượng, tạo ra một cái đối tượng ở trong bộ nhớ, và đối tượng đó là kiểu số nguyên và giá trị là 2. Đó. Đấy. Vậy mình cho thêm một chút nữa vào một số hàm của nó nhé. Các bạn đã biết một số hàm mà đối với số nguyên thì biết rồi, như là thì tôi biết là 3 chia cho 2 đây là cái phép chia nguyên. phép lấy số số dư thì như thế này. Em đây này, thầy cho em hỏi với ạ. Ừ, hỏi đi. Thế thì, số 4 với cả số 8 là nghĩa là gì ạ? Chỗ nào? À. Thế này ạ. Chỗ này đấy gì? À, là vì thế này. Vâng ạ. Là vì cái 255 nó là 8 số 1. Khai triển ra sâu nhị phân ấy, thì là nó là một dãy nhị phân có 8 phần tử của 8 bit. Thì cái lệnh này là cái độ dài của sâu nhị phân khai triển của x xịt nhé, của 255. Vâng ạ. Hiểu chưa? Hiểu rồi gì nhé. Đấy, đó là cái độ dài, cái độ dài của cái dãy bit mà là cái triển khai cái đổi x xịt ra cơ số 2 ra hệ nhị phân đấy. Cái độ dài của hệ nhị phân của x xịt nhé. Chúng ta có thể làm lệnh đại biểu x gì nhé, x là x bằng 255 nhé. Tôi có dùng lệnh hàm là hàm bin. Hàm bin là hàm sẽ chuyển cái biểu diễn của x gì của số nguyên sang nhị phân. Đây là 8 số 1 này. Đấy, thấy không nào? Thì hàm bin này là nó trả về là một sâu, nhưng mà ta bỏ sâu đi thì nó chính là 0b. Nhưng mà lại biết 0b ở đây là hiểu ngay là số nhị phân. Vậy khi chúng ta mô tả số nhị phân, ta chỉ viết này, tôi muốn nhập một số nhị phân nhé, tôi viết là a này bằng này, tôi viết là 0b, mẹ 0b sau đó là nhị phân, thì 0b này này 10010 này, thì a nó sẽ là gì? A nó sẽ là 149. Cái này là chính là khai triển nhị phân của a, thấy không? Như vậy cách viết một khi tôi viết một cái số 123 như này thì nó là số thập phân, còn viết là 0b sau đó là 11101 gì đó thì nó là số nhị phân. Đó. Còn tôi biết 0b mà tôi biết số khác đi là máy báo lỗi ngay. Máy báo lỗi ngay. Như vậy là 0b là bắt đầu 0b là khi tôi biết một số mà bắt đầu bằng 0b thì chứng tỏ là sau đó phải là số 011 thôi. Nó là cái cách viết số trong dạng nhị phân nhé. Đó. Thế bây giờ mà quay trở lại x bằng 255 này. Bây giờ muốn triển khai cái x này ra, khai triển ra số hex, là hệ cơ số 16 đấy, thì tôi viết là hex. Đấy, nó là hay, nó là FF.
Như vậy là cách viết hệ số, cách viết số ở trong hệ nhị phân là không x gì. Đây, không x gì. Xong thì viết như này. Không viết được. Thì viết là viết gì nhé. Là AA, BB. Máy hiểu ngay. Nó là... Như vậy cái khai triển số ra hexa của ABB chính là 43707. Và cách viết số ở trong hệ 16 là không x gì. Sau là số. Đấy. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy. Hãy nâng cao một chút. Đúng không? Thì tôi viết là không x gì. Đây nhé, tôi viết là không x gì này. Không x gì. Mà viết số mà khác với ABCDEF. Ví dụ tôi viết là GH. Mày báo lỗi ngay. Không x gì mà nó viết là FF thì được. ABC thoải mái. A, B, C, D, E thoải mái. F thoải mái. Nhưng mà quá F thì là không được. Thì là vì số hexa là nó chỉ... chúng ta là cái số hệ 16 ấy, là nó gồm có hệ 16 là gồm gì, gồm có các số từ 0 cho đến 9 này, sau đó là A này, sau đó là B này, B này, C này, D này, E này, F. F thì tương đương với 15 đúng không? A tương đương với 10, B là 11, C là 12, D là 13, E 14 và F là 15, 16 tương đương với là số 10. Được chưa? Cách đó là cách nhập cái số mà số nguyên. Được chưa? Đấy, như vậy là tôi vừa mới sơ sơ cho các bạn một vài, nhắc lại một chút liên quan đến số nguyên. Thì bây giờ tôi quay sang như vậy với số nguyên thì là như thế nhé. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo, ở chỗ phần theo bài này cũng là một bài tôi giới thiệu các bạn một chút về cái số 3 là cái là na về số thực nhân float, số thực nhân. Số thực. Rồi. Số thực thì là dễ hiểu thôi. Số thực là chúng ta gõ ví dụ có 1.2, 3.3. Thì chúng ta mà hệ thì gọi tôi không nó sâu hơn nữa thì nó phải ý như vậy thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem với cái số thực thì nó gồm có những cái như là gọi là x gì bằng 1.22 như thế này nhé. Và chúng ta kiểm tra xem để chúng ta time lên này thì nó là kiểu số thực này float. Chúng ta kiểm tra đi lên xem nó gồm có những phương thức gì và thuộc tính và phương thức gì. Nó không có nhiều, có hex này, có cái hàm easy integer này. Đấy. Hex là nó đổi cái số thực này ra dưới dạng mô tả dạng hex, còn easy integer là kiểm tra xem số thực đó có phải là số nguyên hay không. Đây nhé. Ví dụ tôi x thì tôi viết là 1.02 không bột, còn y thì là bằng là 12.00. Nhưng mà y như này nhé, thì bây giờ tôi viết là x gì này, hàm is integer, thế là false, không đúng vì x của chúng ta là không là số nguyên. Nhưng mà y là phải này, vì tôi có là y nhé, y chấm này, is integer, y thì thiếu dấu gạch ngang, integer, đây là true. Đấy, như vậy là đây là những cái phương thức đối với số thực, nó khác một chút so với số nguyên, được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta bây giờ với số thực thì tôi nói luôn một ý rất là hay lên này. Khi trong quá trình lập trình ấy, chúng ta thường hay phải nhắc đến một cái khi các bạn lập trình các bạn rất hay phải sử dụng kỹ thuật là gì? Chúng ta phải gán một cái giá trị nào đó bằng cộng vô cùng trong khi làm ấy, vì chúng ta đặt một cái biến nhớ là max như thế này, max mà nó là vô cùng. Trong chương trình đã dùng cái này lắm. Thì như vậy là ở trong Python thì có cái gì đó có thể mô tả một số là vô cùng được không? Đấy.
Như vậy là cái số là số lớn vô cùng, có hay không? Số lớn vô cùng. Thì trong trong thân định nghĩa như sau, cái số lớn vô cùng là cái số mà lớn hơn tất cả mọi số khác. Thì định nghĩa là một cái hằng số nào đó mà định nghĩa là gọi là số lớn đi, số lớn vô hạn đi. Thì với mọi số x gì thì x gì luôn phải nhỏ hơn cái số lớn vô hạn này. Đấy, khi chúng ta lập trình ấy, chúng ta chú ý là thỉnh thoảng chúng ta rất hay dùng, thỉnh thoảng cũng đôi khi dùng đến cái khái niệm là vô cùng này. Thì trong bài thơ nó làm như nào thì là nó luôn là có luôn nhé. Đây, trong bài thơ thì chúng ta có thể tiếp cận xung cùng là như sau này. Chúng ta sẽ dùng cái đây là cái mẹo thôi, là vì tôi đoán tôi đặt cái là x lớn nhé. Đây, làm như sau, tôi dùng cái hàm float và tôi bích trong cái dấu ngoặc là in, cái từ inf chính là infinity đấy, là vô cùng đấy. Đây, thì cái đây này, cái này chính là cái x này, nó là cái gì, nó là cái infinity, đó là cái số lớn nhất trong nó định nghĩa một cái số nó mặc định nó coi là như vậy. Với x này thì mọi số được nó biết, tôi biết là a này bằng này, tôi đoán số này bất kỳ dài bao nhiêu cũng được, tùy ý nhé. Trong Python chúng ta có thể gọi thoải mái số đây a như vậy nhé. Bây giờ tôi kiểm tra a có nhỏ hơn x gì không, luôn là đúng. Tức là cái x này là một cái định nghĩa cái x bằng float int là cái bìa cái số nhỏ nhất, đây là số dương, có số nhỏ nhất thì được gọi là y này, y là sẽ bằng là cái gọi là float như thế này, float trừ int. Đấy, hoặc là có thể viết y bằng trừ thì chắc cũng được. Thì y là như sau nhé, y là con dấu trừ, y là cái số thực nhỏ nhất có thể, tức là nó không, nó nôm na là một cái đại lượng mà trừu tượng nhé. Vậy thì chúng ta chú ý cái hàm cách viết cái số mà lớn vô cùng. Thì cái số lớn vô cùng trong bản thân nó có hai cách, đây là cách một này. Cách hai là chúng ta trong cái mô đun mát ấy, nó có một cái hàng số như vậy. Để tôi import cái nhóm cái module mask. Cái module mask là cái module mà cũng có nhiều một số hàm rất hay dùng, hàm căn bậc hai này, hay là hàm lên làm tròn lên tròn xuống, hàm cái căn bậc hai là sqrt này, hàm làm tròn lên là ceiling này, hàm tròn xuống là floor này, thì đều có trong cái thư viện mask này. Như vậy trong mask nó có một cái hằng số đặt tên là inf như này, x nó cũng là cái x nó cũng là cái inf là cái là infinity, được chưa? Đó. Như vậy chúng ta nhắc lại một ít là chúng như vậy là chúng ta có hai cách để mô tả cái đề để bạn ghi lại nhé. Đây, cách một này, cách một là chúng ta dùng cái hàng float này. Int. Đây là số lớn nhất nhé, số vô hạn, số lớn vô hạn này. Còn cách thứ hai là chúng ta phải import math, và cái số đó chính là gì? Chính là math chấm in. Còn cái số nhỏ nhất thì là trừ nó thôi. Vậy chúng ta nhớ những cái tờ lưu lại nhé. Đó là khi em phần nâng cao một chút liên quan đến số thực nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sang phần tiếp theo, thì chúng ta có cái hôm nay cái buổi chúng ta ôn tập tổng quan. Tôi sang phần tiếp theo chúng ta sẽ tổng ôn tập lại về cái là số logic bool. Thì cái này chúng ta biết rồi, nó giống ở trong thôi.
là với số logic thì là cái kiểu dữ liệu lõi của nó chỉ có hai giá trị thôi, là nó chỉ có hai giá trị lõi này, hai cái giá trị gốc, hai cái giá trị lõi của của kiểu bool là true và false. Chủ hai nó hai chị thôi. Và đối với kiểu logic thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái có khái niệm là biểu thức. Biểu thức logic kết hợp của các cái lệnh như là lệnh and này, hàm và này, or này, hoặc này và not chủ định. Chúng ta biết các chúng ta biết cả rồi. Học lập trình phải biết cái này. Các cái biểu thức logic nhé. Ngoài ra để tạo ra các cái để tạo ra các cái giá trị bool ấy thì ta có cái phép so sánh, cho cái phép so sánh thì chúng ta cũng biết rồi, nhưng tôi nhắc lại thôi nhé, không phần này là giống nhau cho tất cả các ngôn ngữ thôi, là nhỏ hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng này, giống như là lớn hơn này, lớn hoặc bằng này, còn khác thì là đối nó giống si là khác này, đấy, khác với liền vào nhau nhé, hai chấm bằng là khác. Như vậy đây là những cái giá trị thì ở trong cái bài thân nó gì nhỉ, nó còn linh hoạt hơn là như này. Chúng ta có thể viết một cái hàm như này, viết một cái biểu thức logic là gì, là như là không nhỏ hơn x thì nhỏ hơn được bằng một, viết là a bằng viết được một và hai đầu này vào. Cái này trong cái cách viết này ở trong cái trong Pascal là không được, như vậy thì viết như này. Được chưa? Đây, giả sử nhé, giả sử tôi viết là x bằng 10, sau tôi viết là a bằng 1, a bằng 1 nhỏ hơn x, a bằng 1 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 20. Cái này là với a nó là true. Đúng không nào? Đấy. Thì cái này chúng ta biết rồi. Đấy, thì phần này là phần mà cái phần này là cái phần là biểu thức logic này, rồi là các phép toán logic này, cái phép toán nối với nhau bằng các cái từ khóa như là và and là hoặc là or và phủ định là not thì chúng ta biết hết rồi. Cái này ở trong Python cũng giống hết, trong Pascal và trong trong C không như là khác cả. Tại vì tôi nói thêm biệt bắt đầu nói sang phần là khác biệt này, cái này là bắt đầu khác biệt nâng cao so với cái chúng ta phải hiểu hàng ngày và khác biệt của Python so với Pascal và C nhé. Rồi, là khác biệt là như này nhé. Đầu tiên nó sự khác biệt là như này, là ở trong Python ấy thì thật ra là cái kiểu bool ấy nó là một cái lớp con của kiểu int, lớp con của kiểu int. Cho nên là nó kế thừa từ lớp in xuống, và cũng nói luôn nhé là trong lớp con này false true thì cái true này là thì nó chính là một luôn, còn false chính là không. Vậy là ở trong cái ở trong Python thì một này chính là true và false này chính là không. Cái này là cái nó thêm một cái khi mình không cần nhắc lại cho học sinh biết đâu, không cần đâu, không cần nói cái này cho học sinh, nhưng mà chúng ta là giáo viên ấy, chúng ta nên biết hơn một chút nữa để chúng ta có hình dung được nó chính là như vậy. Như vậy bool là một cái lớp, một cái class con của class int, và như vậy là nó kế thừa xuống thì ở trong cái trong class mẹ đấy, trong lớp mẹ thì nó là một và không, thì chính cái số một và không đó khi khi chuyển xuống dưới này nó đổi tên thành là true và false, nó chỉ là cái đặt tên thành vậy khác đi thôi. Như vậy là một chính là true và không chính là false nhé. Để tôi nói thêm một chút nữa này, chúng ta có cái hàm bool. Cái hàm bool là cái hàm mà để kiểm tra xem là cái một biểu thức logic nó là đúng hay là sai nhé. Cái hàm bool này, hàm bool, tuy nhiên cái hàm bool này được phép mở rộng cho tất cả các loại số. Cái này hay cái này là cái khác khác biệt đấy. Hàm bool này là hàm là mở rộng cho tất cả các loại dữ liệu khác nhau. Đấy nhé, dữ liệu khác nhau chứ không phải tất cả mọi số nhé, dữ liệu khác nhau đấy.
Như vậy cái hàm bool tổng quát là nó như sau. Hàm bool tổng quát nó là bên trong nó là object kìa, chứ nó không phải là ở bên trong này. Bên trong này nó có thể là số thực, tức là số nguyên, nó là string, nó là list, nó có thể là tập hợp, nó có thể là từ điển. Đấy, nó là cái cách nó làm như sau, cách mà thằng Python nó hiểu là như sau nhé. Để tôi biết luôn rồi chúng ta được là hình dung cái này luôn nhé, object này. Thì máy sẽ hiểu như sau nhé. Đây, máy sẽ được hiểu là như thế này. Máy sẽ được hiểu là gì? Nó sẽ bằng gì? Là nó sẽ bằng là true. Hay là nó là 1. Nếu object của chúng ta là không là dấu. Không là dấu. Còn đối với số thì là khác không. Hay là riêng đối với số thì là số nó phải là khác không. Vì không, không nó là false. Còn nó là false hay là không ấy, thì nếu mà số là không là object của chúng ta là rỗng. Bạn ghi nhớ lại cái này nhé. Đây là cái mới đấy, cái này là cái nâng cao hơn để chúng ta có cái hình dung. Nhưng cái hàm bool là cái hàm chính với cái này, nên nó có thể mở rộng được rất là nhiều thứ là dùng, có thể dùng nhé. Đây là tôi cho các bạn xem ví dụ nhé. Bool nhé. Này, nó có thể mẫu số như này, nó là true. Cái bool nó chỉ là gì? Nó chỉ là đối với số 0 thôi. Nên là bây tôi viết một cái số khác nhé, bool này. Bool nó có một số ký tự bất kỳ. Đó. Nó là true. Bool. Bây giờ đâu có biết là với dấu cách thì là đúng hay sai nhỉ? Đúng nhé. Vì nó vẫn là true, đúng thế. Mà nó chỉ là gì? Nó chỉ form khi mà cái này nó là rỗng. Đấy, như này rỗng này. Rỗng thì nó là... Hay là bool, đầu vào của nó là có thể là một cái list rỗng. Nó là false. Được chưa? Đấy, như vậy rất là hay nhé. Như vậy là cái hàm bool là hàm rất đặc biệt. Được rồi, bây giờ nó thêm một cái mở rộng nữa cũng rất quan trọng là như thế này. Đây là cách viết thôi, đây là chúng ta có thể mà chúng ta có thể dùng cái mà đây thì tôi đây. À, tôi để tôi trước khi mới nhé. Nhưng mà dùng này ta có thể rất là hay. Ví dụ như này nhé, tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi cho trước một cái dãy A bất kỳ nhé. 1, 2, 0, 1, 3, 1. Bây giờ tôi muốn là tạo ra một cái dãy B là sẽ chỉ gồm các cái phần tử khác không từ A. Thì tôi có thể viết cái chương trình ăn cũng được, hay dùng cái hàm so sánh. Mà tôi làm nhanh như thế này nhé. Đây, tôi làm nhanh cho bạn xem nhé. B này, tôi tạo ra một cái list rỗng. Sau tôi for k in a, đúng không? Sau tôi kiểm tra này, if k. Đấy, tức là if k, đây thôi, không cần thiết phải k khác không. If k thì ta, tức là if k, tức là khi mà k mà là true đấy, tức là k là khác không ấy, thì b tôi append nó vào. Chấm. B này. B chính là các phần tử khác không lấy từ đấy từ A. Có thể đây nó có lệnh if đây này. Như vậy là gì? Chúng ta mà như vậy là gì? Như vậy là cái hàm if bây giờ là nó có thể cho vào cái lệnh if ấy. Như vậy cái lệnh if ấy, đây này. Chúng ta chú ý là cái lệnh if nhé. Chung là cái biểu thức logic ấy, if nhé. Điều kiện này. Cho nó gì đó đúng không? Thì cái logic này, biểu thức này nó không nhất thiết phải làm một cái biểu thức logic bình thường, mà nó có thể là một object bất kỳ. Cái này là cái mới, object bất kỳ. Và nó thỏa mãn cái điều kiện trên này.
thì nếu mà ít nhân vị ô danh thì mà là khác rỗng thì nó là true, ô danh mà rỗng thì nó là false. Đấy, cái này rất là hay, rất là hay của cái rất là gọi là mới đấy, mới của cái của Python, đúng không? À, tôi nói thêm một chút nữa về cái cách viết nhanh về cái thằng Python, nó có hay là cái này chúng ta dùng lần sau nhé. Chúng ta có thể viết nhanh, tức là dùng lệnh if else dạng đặc biệt để định nghĩa số. Như sau, tôi có thể viết là như này nhé, viết cái value, một cái giá trị nào đó, value một, xong là if điều kiện else value 2. Tự ý này là cái gì? Đây là cách viết để mô tả một giá trị. Tức là nếu đúng ấy, thì nó trả về là cái này. Còn nếu sai thì trả về là cái này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Thế bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Chúng ta dùng cái này nó là cái gì nhé? Hoặc là lát nữa tôi dùng ví dụ này cũng được thôi. Vì như này nhé. Bây giờ tôi xét lại cái A này. Vì cái A của tôi không những có số 0 mà nó còn nhiều thứ nữa cơ. Cái A của tôi là nó có nhiều thứ lắm, không phải chỉ có là cái này đây. Tôi giả sử nhé. Ở đây xem kẽ vào đây là cái này này, hay là xem kẽ vào đây nó là cái năn này. Các bạn biết bên năn là cái gì không? Tôi nói nhé, năn này, hay ở đây nữa, thêm vào đây nữa là không này, đây là một này. Dụ thế nhé. Thế bây giờ tôi muốn như sau này, tôi muốn là từ dãy A này tôi tạo ra một cái dãy mới, mà nếu cái số đó mà là khác rỗng thì tôi gắn bằng chính đó. Còn nếu mà số đó nó là số 0 hoặc là nó là rác, là cái từ năn này hay là cái sâu rỗng này hay là cái rỗng, thì tôi đặt thêm bằng 0. Đó, tôi làm như nào, tôi làm như sau nhé. Đây, tôi làm như này, tôi viết b bằng, xong tôi for k có x in A nhé. Tôi viết là b.append. Append không phải là x in mà append là x if x else không. Đấy. Cái này là như nào nhỉ? Tức là gì? Cái biểu thức này nó là gì? Nó là nếu x là đúng ý, thì nó là chính là cái này. Còn x mà là sai thì nó là không. Như vậy sai thì sai, tức là những cái như là năn này hay là cái này này. Đấy, nó sẽ biến thì không hết. Đấy, chúng ta thử enter nhé. Chúng ta kiểm tra cái b này. Đấy. Như vậy là cái số 0 là về 0, cái số cái này này là nó cũng về 0 hết nhé. Năn này nó cũng về 0 này. Đấy. Được chưa? Thì là cái này làm nên là như vậy là cách viết. Như vậy cách viết của cái cách viết mới để mô tả một giá trị là phải viết như này. Rất là đa dạng, thấy không nào? Thầy cho em hỏi một chút ạ. Hỏi đi. Đấy, cái kiểu danh sách ở trong Python này như các cái ngôn ngữ lập trình khác thì nó phải cùng kiểu, nên kiểu danh sách ở trong Python này nó khác kiểu vẫn cho vào một danh sách đỡ này. Đúng rồi. Các bạn chú ý nhé, cái phần này là phần trong các sách giáo khoa thì phải nói rất kỹ, là cái kiểu list này trong kiểu mảng cái này, mảng nó mang là mảng của cái mảng của Python, là nó khác khái niệm mảng của C và Pascal. Trong mô hình của C và Pascal ấy, thì mảng là gồm các phần tử là cùng kiểu, đúng không nào? Toàn số nguyên, toàn số thực, toàn là sâu. Nhưng mà ở trong cái Python thì mảng của nó là các phần tử của nó là đa dạng, muốn là gì thì kiểu gì cũng được nhé. Lần đầu tiên cái này lần đầu tôi nói sau ngay bây giờ, còn bây giờ tôi đang nói cái này đã nhé. Như vậy là các phần tử của cái kiểu dữ liệu là list ấy, thì là nó là có kiểu dữ liệu bất kỳ ở bên trong, số thực, số nguyên,
cái này là lát nữa này, số nguyên này, số thực này, bool này, đúng không nào, sâu này, thậm chí là nó là gì, là set này, là tập hợp này, rồi đó là nó chứa chính là sâu con của nó nữa, chính là list nữa, đúng không nào, đấy, hoặc là tút này. Đấy. 4 này. Được chưa? Như vậy cái A của chúng ta là nó rất đa dạng. A này, cái chỗ này là số nguyên này. Đây là số thực này. Đây là bool này. Đây là sâu ký tự này. Đấy. Đây là tập hợp này. Đây là list này. Nó chứa list mà thân nó cũng chứa nó của nó nữa luôn. Còn đây là tuple này. Đấy. Thấy không nào? Thế đây là cái điểm khác biệt rất khác biệt luôn giữa Python và các cái mô hình cũ. Thì như vậy là khái niệm mảng nó khác hẳn nhau. Khái niệm mảng mà chúng ta có hiểu mô hình cũ là nó cùng kiểu, nhưng mảng trong cái mô hình mới này thì nó là các phần tử nó khác nhau. Cái gọi là list, có thể dịch là cái từ list này có dịch là danh sách, mà tôi dùng từ mảng cũng đúng, dùng dãy cũng đúng, chẳng có gì cả, vẫn là nó nhé. Đấy, các bạn chú ý nhé. Rồi. Thôi. Bây giờ tôi sang phần tiếp theo. Hôm nay là tôi cùng các bạn tôi muốn là ôn tập, gọi là ôn tập lại những phần cá nhân chúng ta đã biết, tức là ai mà biết rồi đấy. Hoặc như ai chưa biết thì là thầy nhắc lại để chúng ta hình dung. Nhưng vừa rồi tôi vừa cùng các bạn chúng ta tìm hiểu cái dữ liệu kiểu dữ liệu nguyên này, kiểu dữ liệu số thực này, kiểu dữ liệu bool này, đúng không? Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo nữa là kiểu dữ liệu string nhé. Chúng ta gọi là ôn tập. Ba là kiểu sâu ký tự, kiểu string, sâu ký tự. Sâu ký tự là một kiểu dữ liệu gì? Nó thật ra nó là vừa dữ liệu đơn mà nó vừa dữ liệu là không đơn. Thật ra nó là một sâu ký tự, cho ta hiểu là một dãy những cái ký tự. Cho hiểu sâu nhé. Thì nó giống như là sâu là bằng một dãy các ký tự. Mở trong Python thì các ký tự này là ký tự Unicode nhé. Này, Unicode. Thoải mái. Chúng ta có thể nhập một cái sâu có bằng tiếng Việt bất kỳ nhé, Noma hay là mở rộng các ký tự. Thì ở trong Python thì nó không có kiểu ký tự, không có kiểu dữ liệu ký tự, nhưng mà nó vẫn có cái khái niệm là cha, nhưng mà nó sâu là một dãy các cha, nhưng mà không có kiểu dữ liệu là cha, mà tất cả là sâu hết. Nhưng mà sâu cha thì hiểu là ký tự là nó là một sâu có một phần tử, có chiều dài là một, được chưa? Đấy. Thì như vậy là sâu nó là một cái, như vậy là sâu là một dãy các ký tự, sâu là bằng một dãy các ký tự Unicode nhé. Mà chúng ta đã biết rồi, cái này trong cuốn sách giáo khoa là nói rất là kỹ nhé, là gì, là chúng ta có thể truy cập từng phần tử của sâu nhá, với chỉ số từ 0 trở đi. Như vậy thì biết là, ví dụ ta biết là S thì bằng với sâu, như vậy là A, B, C chẳng hạn, thì là S thì 0 đây bằng là A, đúng không? Bằng là A, và S thì 1 thì nó bằng B, và S 2 thì nó bằng C. À. Và chúng ta cũng với cái sâu chúng ta có thể dùng lệnh for, để duyệt trên các phần tử của sâu, và dùng đoạn tử in để chúng ta kiểm tra xem một ký tự có nằm trong sâu hay không, hay là một sâu ngon sâu này có nằm trong sâu khác hay không. Đấy. Và như vậy là cách mà chúng ta truy cập vào cái phần tử của sâu nó giống như là đối với dãy,
và chúng ta có khái niệm nữa, khái niệm là gọi là slicing nhé. Slicing là một vùng có cái chỉ số, gọi là khái niệm là vùng chỉ số. Thì như này là đối với sâu là một thỏa mãn giống như là dãy. Nhưng mà điểm khác biệt rất cơ bản là gì? Là khác biệt rất cơ bản là đối với sâu chúng ta không thay đổi giá trị. Như vậy là sâu là sinh là thuộc vào cái loại gì, là nó gọi là bất biến, thuộc dữ liệu là bất biến nhé. Tiếng Anh gọi là immutable, không thay đổi được, bất biến nhé. Đấy, khi tôi viết là sc đây, sc này tôi viết nó sẽ đấy nhé, tôi viết như này, cầm chụp vào cái sâu như này nhé. Đấy. Thì s không đây, s không là cái là bây giờ tôi không thể gắn như này được, tôi viết là s không, bây giờ tôi thay nó bằng bằng cái từ b chẳng hạn, em báo lỗi ngay. Đấy, em báo lỗi ngay vì cái báo lỗi là kiểu dữ liệu sai. Là vì là cái S này chúng ta không thể thay đổi được, đó là sâu là cái dữ liệu là dữ liệu thuộc cái loại là bất biến, không thay đổi được chưa. Đó là về sâu. Để chú ý một chút nhé, về mô tả sâu thì chúng ta có thể mô tả, thật ra khi chúng ta gõ cái sâu ấy, thì có thể có ba có ba cách. Một là dùng một dấu nháy nhé. Cách thứ hai là chúng ta dùng hai dấu nháy, vẫn không sao nhé, hai dấu nháy. Cách thứ ba là chúng ta dùng ba dấu nháy kép, 1, 2, 3 đều là sâu hết. Nhưng mà riêng cách thứ ba rất hay, riêng cách thứ ba chúng ta chú ý, cách thứ ba có hai chú ý. Một là cách thứ ba đó chúng ta có thể xuống dòng thoải mái này. Xuống dòng nó vẫn là trong cái sâu đó. Cách thứ ba, S gì đây, nó xuống dòng như vậy. Thì nếu thôi cái tôi thêm một chút là khi xuống dòng nó chèn vào đây cái tự điều khiển, nó là đây là cái tên, nó gọi là cái tự thoát đấy, nó là cái chéo N để chuyển đây này, là chuyển nhé. Nhưng mà quan chú ý là cái riêng ba cái tự này, riêng ba cái này thì ở trong lập trình ấy, thì ở trong lập trình Python ấy, thì cái chỗ nào mà chúng ta mô tả bằng ba cái từ như này thì nó là comment, nó là chú giải. Như vậy ở trong Python chú giải nó có hai cách. Một cách là chúng ta dùng cái này, thì cái chú giải này là chỉ có giá trị từ đây trở đi thôi nhé. Còn khi chúng ta mô tả chú giải bằng cái này thì chúng ta vô tư, chúng ta có thể xuống phòng vô tư như thế này. Đấy, giờ khi ta nào mô tả một cái chương trình nào đó nhé. Thì như vậy là cái nhiều bạn cũng có hỏi tôi là em muốn tạo một cái comment mà thật dài xuống dòng chứ cứ phải gõ cái này ở đầu ngại lắm, thì chúng ta dùng chính cái này, chúng ta dùng như thế này này. Đấy, chúng ta dùng kiểu như thế này, chúng ta mô tả ở bên dưới thôi nhé. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số các cái phương thức này thì là nó tương đối dài thì các bạn có thể tra cứu. Tôi xin lỗi, tôi xem lại một tí nha. Cái S cái đối với sâu nó có khá nhiều những cái phương thức đấy. Thì ở đây này các bạn nhìn thấy nhé, thì cái phương thức này nó chia ra một số loại như sau. Loại thứ nhất là cái phương thức mà liên quan đến xử lý từng cái từ một, xử lý các cái từng cái tự một mà liên quan đến chữ hoa chữ thường, ví dụ như là upper này, hay là lower này, hay là kiểm tra là is lower này, hay là is đúng không? Đấy, vân. Còn một số cái loại cái hàm phương thức mà nó dùng để xử lý các cái xóa đi những cái tự trống này, như là ví dụ như là đây, đâu nhỉ? Sweep là nó xóa cái tự trống ở hai đầu này, L sweep là xóa cái trống ở bên trái này, và có chữ R không? R sweep có đâu nhỉ? Đây là SC R
là bên phải. Thì là L nhé, L strip nhé, B, L, B, B, L, phi, L. Đây này, L split này, là xóa cái trục ở bên phải này. Đấy. Hay là một hay là những cái hàm như là hàm lower là chuyển tất cả các cái tự xuống là chữ thường, hàm upper là chuyển tất cả các cái tự lên 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 chữ hoa, hàm title là gì, hàm title là chuyển tất cả các tự đầu của các từ lên thành chữ hoa. Đấy. Và đặc biệt hai cái hàm quan trọng nhất mà chúng ta hay dùng là chính là cái hàm split, dùng để tách các cái từ đơn ra. Đấy. Và hàm ngược lại của cái hàm split là cái hàm join. Hàm join đâu rồi? G đâu rồi? Đây, join. Đấy, là hàm ngược lại là cái hàm để nối các cái một dãy các cái sâu thành một sâu. Được chưa? Rồi là những cái hàm mà liên quan đến tìm kiếm, ví dụ những cái hàm mà index này, hàm file này, và hàm cao. Hàm cao là đếm các cái số con không lọc trong một số mẹ nhé. Đấy là một số hàm các bạn có thể ngồi, các bạn có thể xem lại cái hàm, các phương thức của sâu này thì trong sách khoa nó ít lắm, nói chung chỉ nói một vài cái thôi, nhưng mà chúng ta có thể xem kỹ hơn. Bây giờ tôi sẽ là demo cho các bạn luôn, tôi xem luôn cho các bạn và chúng ta cùng nhau hình dung nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thông qua một vài bài tập để chúng ta có hình dung luôn nhé. Đây bây giờ như này nhé, để tôi làm một mẫu trên này đây, tôi làm thử cái bài tập đơn giản như này nhé. Đây tôi chúng ta cùng nhau làm số bài tập liên quan đến sâu. Tới đây chúng ta vẫn chưa ôn tập lại phần list, cho nên là đành cái phần mà liên quan đến cái hàm split ấy, và hàm join thì để sang hôm nay sẽ muộn rồi, buổi sau. Giờ tôi sẽ làm một số bài tập liên quan đến ấy thôi, liên quan đến đến cái việc tìm kiếm thôi nhé. Này, bây giờ bài tập như sau này, bây giờ chúng ta làm một bài tập nhé. Bài tập này cho hai sâu này, cho hai sâu là S lớn và str nhỏ như này nhé. Thôi. Giờ là dễ nhé. Và S nhỏ. Bây giờ cần tìm gì? Cần tìm số lần lặp có thể chồng lớn lên nhau. Chồng lớn lên nhau của S nhỏ trong S lớn nhé. Để tôi hiểu lại S nhỏ của S lớn. Để ta cùng nhau. Tôi lấy ví dụ là cái hàm S lớn đấy nhé. S lớn này. Ví dụ sang đây cho nó dễ nhé. S lớn này bằng này. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Nha. Và S nhỏ là 23 và 23 nhé. Thì nếu mà ở đây nhé, đây tôi mới viết lại cùng nhau. Bắt đầu chúng ta thì là tìm số lần lặp mà có thể chồng lấn nhau được. Đợi tôi một chút để tôi tìm hay hơn. Cái này không hay lắm, đây là 1, 2, 3 1, 2, 3 thì hay hơn nhé. Ở đây này, sửa 1, 2, 1 chứ, 1, 2, 1 nhé, 1, 2, 1 này. Đây nhé. Để từ từ một chút thôi. Ví dụ như này.
S nhỏ nhé. S nhỏ là bằng 1, 2, 3 này. Đấy. Thì cái hàm bây giờ hàm S lớn tôi dùng cái hàm phi. Cái từ thủ tục phi S nhỏ này. Thì nó hàm cao chứ. S cao. S nhỏ. Nhập. 121 nhé. 121 này thì cái xem là cái hạt kia 121 nó nằm ở trong cái sâu mẹ là bao nhiêu lần mà không trùng lên nhau thì là 3 lần. Đây này. 1 lần này. 2 lần này. Và 3 lần. Đó là không trùng lên nhau. Nhưng mà tờ của chúng ta thì là đếm số lặp của S con trong S lớn trùng lên nhau cơ. Đây phải là ra đây là 1 lần này. Ở đây là 2 lần này. Đúng không? Ở đây là phải 3 lần này. Đây là 4 lần. Thế là 4 lần là đúng. Thì bây giờ tôi cần làm chuyện đó nhé. Đây tôi làm một tập ngắn để cho ta hình dung. Đó. Bắt đầu chúng ta là như thế này nhé. Đây. Tìm số lần lặp trồng cho phép trồng lên nhau của số con S trong số mẹ nha. Trong số mẹ S lớn. Đấy thì cái, nhưng mà cái chỗ này nó làm comment ở trong cái chương trình của chúng ta nhé. Để tôi làm như này nhé. Đấy thì tôi sẽ phải dùng cái hàm phi. Cái hàm phi là cái hàm mà kiểm tra xem là cái số con nằm ở trong số mẹ là như thế nào nhé. Đây thì tôi làm như này. Tôi ký hiệu là M bằng cái len của S. Len của S lớn đúng không? N đi. Và M bằng len của S nhỏ. Thì bây giờ làm như sau này, tôi dùng cái hàm đếm nhé, là C này cao này bằng 0. Xong là for k in range. Range từ 0. Từ 0 cho đến gì? Từ 0 cho đến là n trừ m. Đấy, m. Được chưa? Và tôi mà là if S lớn phi S nhỏ. Okay. Cái hàm phi này là như sau này. Cái hàm phi là tìm cái sự xuất hiện của S nhỏ ở trong S lớn bắt đầu từ chỉ số k. Đấy. Thì nó trả lại cái vị trí là mà nếu tìm thấy thì nó trả lại vị trí của cái S nhỏ trong S lớn, còn không thì nó trả lại là trừ 1. Vậy khi trả 1, trừ 1 tức là nó không trả lần nào không tìm thấy. Vậy ta còn làm như sau này, nếu cái này mà là lớn hơn bằng 0 này. Lớn hơn bằng 0 thì ta tăng cao lên 1 đơn vị. Không xuống lại. Làm cái này thì mình đúng đó. Chúng ta tìm ra tìm không phải tìm từ đầu mà tìm từ ca. Từ ca gì? Thì khi trả chuyện đây thì là một vận. Đấy, vậy là đáp số này. Tôi đi đáp số. Số lần lặp.
S nhỉ? Trong S lớn là cao. Bài ngắn thôi thì chúng ta hình dung nhé. Thật là cái bài này tôi làm hơi gấp quá, đúng không? Ta làm cẩn thận thôi mà thôi được. Tôi sẽ, chúng ta không có thời gian nhiều. Các buổi sau tôi sẽ làm kỹ hơn cái phần này. Vậy tôi muốn lưu lại một cái chỗ nào đó. Mình nhìn thấy chỗ nào không nhỉ? Đây rồi. Đây nhé. Tôi biết là đây là bài 1 của hôm nay nhé. Chạy thử xem nào. Ra 4 thì mới đúng nhé. Nó không ra 4 thì là sai đấy. Câu 11. Một, hai, một. Phải. Để tôi kiểm tra một chút nhé. Trong 1, 2, 1 này. À không phải. Bạn đợi tôi một chút nhé. Có nhìn thấy chút tôi sai chỗ nào không nào? Để tôi kiểm tra một chút nữa nhé. Khi chúng ta mà cần tìm hiểu một cái hàm, nó chúng ta có thể dùng cái hàm này. Chúng ta dùng cái lệnh help nhé. Cái lệnh help để có thể tra cứu lại xem hàm đó nó có ý nghĩa gì. Tôi kiểm tra lại một nữa cái hàm đó, tôi kiểm tra tôi làm có đúng không nhé. Đây này, hàm này là trả lại cái chỉ số gần nhất của cái subcon ở trong SC. Đấy. Trong S mà trong cái khoảng này từ start và end, nhưng mà start đây là tính từ đây trở đi. Tôi làm là đúng rồi nhưng sao lại bị lỗi rồi, đúng không? Sao bị lỗi như này, để xem mình ra lỗi như nào nhé. Để các bạn nè, k chạy từ 1 từ 0 cho đến n trừ m, tức là trừ đi tới đây này nhé. Em thưa thầy, có phải cái chỗ lớn hơn hoặc bằng không? Mình để là lớn hơn không được không? S chấm 2 bằng đấy ạ. Nó không âm tính mà. Không vẫn tính, phải lớn bằng không chứ. Nếu là lớn bằng không là gì, là cái S thì nằm trong S thì bắt đầu từ vị tính là bắt đầu từ vị trí K chỉ đi. Như vậy là K bằng không thì nhìn thấy này thì là cộng lên là 1 này, sau đó là K tăng lên này, lại tìm thấy nữa này nhé. Từ đây nhé, sau đó K tăng lên đây này, K tính từ đây này, sau đó là tăng lên đây là đây là như vậy là 1 lần này, đây là 2 lần này. Đúng rồi, bị sai như này rồi nhé. Bị sai là khi là khi ở đây nhá, là nó gặp xong nó khi chuyển tới đây nó tính thêm lần nữa. Nó khi nó phải ở sang đây cơ, đúng không nào? Nó bị tính chồng trùng quá nhiều lần.
Như vậy phải làm như nào nhỉ? Thậm chí ở đây là chỉ tính là nó bằng 0 thì mới tính thôi. Đây, kiểm tra lại này nhé. Thậm chí bằng 0 thì mới tính. Xin lỗi, bằng 0 nhé. Nó có một lần thôi. Một nhé, đây là đầu tiên là tính này. Sau đó thì tăng lên K, tăng lên đây này là nó lớn không. Đây là một lần nữa này. Lần thứ ba này. Nguyên lý quá, để tôi debug một tí nhé. Tôi pin cả nó sẽ nằm ở chỗ nào này. Sau ca nó không nói gì cơ. Anh Hà ơi. Ơi. Em nghĩ là dạ khi mà mình thay khi mà mình tìm thấy thì mình thay luôn cái show đấy bằng một cái show đặc biệt khác. Tức là dùng cái replay ấy để mà thay cái đoạn đó đi thì cái đoạn còn lại nó chỉ tính một lần. Tức là cái khi mà mình đọc ấy, thì nó sẽ chỉ tính cái đầu tiên nó tìm được thôi. Tức là mình cứ tìm đến đâu thì mình phải à, cũng không được bởi vì như thế thì nó này là cho nó tính mỗi một lần đầu ca này thôi mà nó không qua đúng cái này chỉ một tiếp theo mình sẽ tôi từng làm thì bây giờ cái búng lên vì một quá khi mà ca tăng lên nhá này ca chạy này nhưng mà chỉ chuyển ra đúng lần thôi là làm bị sai này khi ca tăng lên đây là nó ca khi ca ở đây nhá. Việc ca tăng lên đây thì nó vẫn ra nhưng mà nó sẽ ra là không phải là không thì nó không tính ca tăng lên đây thì vẫn là tính nguyên tắc nó lên lên vẫn phải tính. Thưa thầy em nghĩ là chỗ gán bằng không như thầy gán bằng ca cái chỗ không, là cái chỗ không phải là em nghĩ là gán bằng ca à, không mình hiểu rồi tức là cái này là em nghĩ là gán bằng ca không phải là thế vẫn đúng rồi nhưng mà lại tính từ đầu thì SC là không được tính một phần của SC thôi thì mới được tính từ đây trở đi thôi nhá phải như này này phải như này mới đúng này ở đây như này là phải là như này này làm đây là ca này đấy thế này thì mới đúng tức là đúng rồi tức là khi mà ca chạy đâu thì tính từ đó trở đi thôi khi nào bằng không thì đúng rồi nó phải tính trước đây là đây là một cái slicing này tính từ ca cho về cuối này đấy thế này chắc là đúng này. Ôi không được. Ca nhé. Yes, à đây này không. Nhưng từ đây thì lại không cái này nữa, bỏ cái này đi nhé. Tăng lên thì là không còn cái này nữa. Giờ tính từ đầu thôi. 4 lần. Đúng rồi đấy. Tức là 2 này. Đầu tiên là 0 này. 0 xong ca bằng 0 nhé. Đây nhé. Xong là 2 thì lại gặp 4 là 1 lần nữa như 10 đúng không? Như vậy thì đúng rồi nhé. Việc các bạn xóa cái này này. Rồi đấy. Xong rồi đấy. Đấy. Như này nhé. Chúng ta sửa lại cái bài này. Nó sẽ là 4 lần. Như vậy là cái bài này là khác một chút. Tức là tính số lần lặp lại của S thì như không chồng lấn lên nhau trong số qua cũng như lên nhau cho phép chồng lấn lên nhau. Còn không chồng lấn thì ta dùng hàm cao nhé. Còn đây là cho phép chồng lấn thì chúng ta dùng hàm phai thêm cặp đếm nhé. Mới sửa đây một tí thôi nhé, sửa như này đúng rồi đấy. Rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì hôm nay là buổi đầu tiên mà nhé. Tôi đi nói sang phần tiếp theo nữa nhưng mà chúng ta không kịp thời gian thì như vậy là cái phần gọi là phần chương một này là cái phần mà nôm na là chúng ta ôn tập lại các kiểu dữ liệu chính của Python mà thấy là có phần nâng cao đấy nhé. Thì buổi sau chúng ta sẽ làm nốt cái phần một phải buổi nữa mới xong hai buổi mới xong buổi sau là chúng ta sang cái phần dữ liệu list tuple và kiểu dữ liệu từ điển dữ liệu tập hợp. Còn chúng ta nghỉ nhé.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ vâng ạ. Bạn có thầy cô. Có hiểu không? Dạ, thầy. Chào các thầy cô. À. À.